Chào các bạn, mình lại trở lại với video. Lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm. Nó là cũng là sản phẩm thuộc dòng sản phẩm công nghệ. Và đây, trên tay mình, nó là một chiếc hộp có logo Dell. Tất nhiên, đây là một cái phụ kiện của những chiếc laptop Dell cao cấp. Đây là chiếc bút cảm ứng. Mình sẽ mở hộp và giới thiệu với các bạn. Sản phẩm của nó đây ạ. Đây. Sản phẩm này có tên là, model của nó là PN557W. Và toàn bộ bên trong của sản phẩm đây. Đây là chiếc bút cảm ứng sử dụng cho các cái dòng Dell Latitude hoặc là XPS. Có rất nhiều sách giới thiệu. Đây có quả pin. Và đây có một chiếc dây. Đây là chiếc dây chắc để buộc cái bút lại. Và đây là quả pin. Ủa, nó có đến 3 pin các bạn ạ. Hai quả pin nhỏ và một quả pin to. Pin này 4 chữ A. Và đây là chiếc bút của chúng ta. Chiếc bút này, trên thân của nó có chữ Dell. Dây buộc sẽ buộc vào cái lỗ này. Ở đây có một cái mác in chữ chìm, mình cũng khó đọc. Và đây có cái mã hiệu MI791. Đây là nút chuột. Có lẽ đây là nút chuột trái vượt phải. Và đây là cái đầu cảm ứng của chúng ta. Cái bút này viết không ra mực các bạn nhé, chỉ viết vào màn hình. Có người hỏi tại sao bút lại không viết ra mực. Thì chiếc bút này không có mực đâu. Chiếc bút này sử dụng nguồn điện năng. Cụ thể mình sẽ lắp pin vào đây. Và chiếc bút này thì là sẽ được kết nối với một số cái dòng laptop của Dell. Và nó được kết nối qua Bluetooth. Ở giữa này có nam châm các bạn ạ. Đây, ở giữa này có nam châm. Nó hút được này. Đấy. Giờ mình sẽ lắp pin vào. Lắp pin vào thì cái đầu dương này bạn cắm xuống dưới như thế này. Còn ở đây có hai quả pin nhỏ. Bạn sẽ lắp vào vị trí này. Mình sẽ lấy hai quả pin ra. Đây là hai quả pin. Vậy thì nó lắp vào chỗ này. Các bạn chú ý rằng là đây có Bluetooth. Ở đây có một cái đèn rất là nhỏ xíu. Mình sẽ bật lên cho các bạn thấy tí nữa. Và đây là có một cái nút. Đây là cái nút dạng như nút nguồn của chiếc bút này. Và đây là mình cần phải tháo nó ra. Trên đây có một cái khớp nhỏ. Mình sẽ tháo nó ra như thế này. Đây, tháo được ra như thế này các bạn nhé. Tháo nó ra và mình lắp. Và lắp thì các bạn chú ý như thế này. Cái đầu trên cái quả pin này, nó có một đầu dương và một đầu âm. Cái mặt to như thế này, nó lại là mặt dương. Còn cái và mặt nhỏ như thế này, nó lại là mặt âm. Thì các bạn chú ý là mặt âm nhỏ xíu bạn đặt nó xuống dưới, nó hở mặt to như thế này. Hai quả pin được chồng lên nhau như thế này. Đấy, mình đặt lại này. Mặt nhỏ là mặt âm, bạn cho nó xuống, úp xuống dưới. Đó. Tiếp theo là nối tiếp hai quả pin là một. Sau đó là bạn xoáy nó vào. Ok, đấy. Thì là xoáy nó vào. Đây, trên đây có phần nút nguồn nhé. Mình sẽ lắp hết vào. Và mình thử bật nguồn. Đó. Các bạn có thấy là cái đèn nó trong nháy rồi chưa? Như thế này là bút đã sẵn sàng. Nhưng mà để kết nối được với những chiếc máy tính mà chiếc bút này hỗ trợ thì các bạn cần phải cài đặt cả driver trên máy tính đấy. Và nó chỉ support cho một số cái dòng laptop
mình sẽ để ghi chú phía bên dưới. Cụ thể mình sẽ đọc qua cái một số cái modem của nó mà cái chiếc bút này có thể hỗ trợ. Đó là Dell Latitude 5285, 5289, 7285, 7389, 5290, 7390 và chiếc Dell XPS 139365. Mà chiếc bút này cũng có thể sẽ nhận những cái thiết bị có thể cập nhật về sau. Nhưng hiện tại thì mình, theo mình tìm hiểu thì nó chỉ sử dụng cho một số cái modem mình vừa đọc xong. Chiếc pad của nó là, các bạn chú ý là PN557W, và nó được một hỗ trợ được một số cái dòng của XPS thôi. Các bạn phải tải driver về và cài đặt trên máy tính để kết nối với Bluetooth của chiếc bút này. Thì chiếc bút đã được bật rồi, nhưng do không được kết nối nên nó chiếc đen. Khi mình bấm trở lại thì mình phải giữ tay một lúc để chiếc đen nhấp nháy trở lại. Lúc này mình sẽ sẵn sàng để kết nối với máy tính và sử dụng. Lúc này bút mới có mực để viết, và mực này chỉ viết lên trên màn hình của những chiếc laptop mình kể trên đó. Ok, còn cái dây này bạn có thể buộc vào cái lỗ của chiếc bút này. Và đây là toàn bộ sản phẩm.